Em đồ cũng Minh Nghệ, chứng Minh Nghệ phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc các bác có một buổi tối thứ ba. Một buổi tối thứ ba thì là vui vẻ và hạnh phúc. Vẫn như mọi khi thôi, một buổi tối thì em cố gắng nên giới thiệu mọi người một số cái sản phẩm đồ gỗ. Hôm qua bận công việc có vẻ muộn quá nên là tạo thuyền về muộn quá. Đó là cũng không nên là giới thiệu mọi người clip nhưng mà rất nhiều cái sản phẩm đẹp. Thì hôm nay em nên giới thiệu mọi người một cái forging là thật sự là lâu rồi, cũng khá là lâu rồi, thì hôm nay mới làm một forging là gạo am đẹp và là giới thiệu mọi người. Thật sự gỗ hộp am nó cũng rất là nhiều mọi người nhé, nhưng mà cái vấn đề mà để nựa để cho các bác một cái forging là chuẩn chỉ từ gỗ lạc xong đến chất gỗ xong đến mùi thơm, tất cả mọi khía cạnh thì đều cũng khó đấy, không đơn giản đâu mọi người. Nó cũng gỗ lạng thế thôi, từ gỗ hương, gỗ cẩm đến gỗ bách, có biết nó rất là khó. Và cái thú chơi thì mỗi người nó có một cái khoái chơi khác nhau, đâm ra để mà tìm được một cái forging nào hay là một cái for đồ mà hội tụ đầy đủ những yếu tố thì thật sự cũng rất là khó. Thì hôm nay có một cái forging nặng này thì là em cũng không biết là liệu các bác có thích không, nhưng cá nhân em thì em thấy là một cái cục gỗ của em từng phôi nó đã xứng đáng để chơi rồi, nó đã xứng đáng để chơi so đến lúc khi hoàn thiện rồi, thợ làm cũng khá kỹ mọi người nhé. Đây là một cái dáng mới, đây là cái dáng mới để người ta gọi là dáng di lặc quẩy bao tiền. Thì mọi người sẽ thấy là trên này có một cái bao tiền, thì mọi người sẽ thấy là cái tâm điểm cụ di lặc bên em làm mà rất là to, cụ di lặc đứng rất là to, bẹ vẹ oai phong chứ không phải làm cái hàng lý nhí. Và cục gỗ này là liền khối, hiện tại sản phẩm này sau khi hoàn thiện rồi qua các bước đục cắt các kiểu là điều thì bây giờ nặng còn tầm khoảng 90 cân mọi người nhé. Bởi vì cục phôi này của ban đầu của em nằm một tạ 6, không nói sai mọi người, cục phôi ban đầu tạ 6 sau đó cắt đi rất là nhiều xong đục để đến giới thiệu mọi người đấy. Thì thường thường những cái phôi như này ấy, những cái phôi như này ấy thì là cũng không giấu được các bác là nó rất là nặng. Bởi vì sao nặng? Bởi vì là đây là nguyên bản, nó nằm cái gốc, nó nằm cái gốc nguyên một cái tảng gốc rất là to, và trên này nó chứa vô cùng của gỗ, nó chứa vô cùng nhiều tinh dầu mọi người nhé, vô cùng nhiều tinh dầu, nên là những cái sản phẩm mà nó độ bền của nó là gần như là vĩnh cửu, độ bền gần như vĩnh cửu. Và mọi người thấy là thợ đục khá kỹ. Thực thường là ngọc am ấy nó chỉ có phách mỏng, em vẫn chưa khỏi hoàng, mọi người thông cảm chút, nó chỉ có những cái phách gỗ mỏng thôi mọi người nhé, còn ít khi có những gốc to này để làm đâu. Đây là một chú nghê này, là một chú nghê, một trẻ này, nó chỉ có những cái phách gỗ mỏng thôi. Thì những cái phách như thế nó sẽ lợi gỗ rất là nhiều để mà không quay luôn đâu, bởi vì nó rất là to, nó lợi gỗ vô cùng mọi người, lợi gỗ thì giá thành sẽ hợp lý. Nhưng mà chính xác cái bức này là một cái bức không lợi gỗ, thật sự là không lợi gỗ, bởi vì phôi nó quá lặng phôi. Nhưng mà bù lại mọi người, nó không lợi gỗ, nó lặng phôi, nhưng mà dành cho bác nào thích chơi những cái bức mà nó có chất, có một cái chất đặc biệt, và cái độ bền theo thời gian là vĩnh cửu, độ bền mùi mọi người cũng như là cái mùi thơm cũng như là cái chất gỗ, thì cái này về thì mọi người chơi thì chắc là không phải đắn đo gì. Nói chung hàng của em thì gần như là không có vết đâu, nguyên một cái gốc không có vết, nó chỉ có lứt này. Găng này, cái này là nó lứt từ gỗ mọi người nhé, cái này có nghĩa là gỗ làm là nó lứt từ gỗ rồi, chứ không phải làm lứt. Mọi người sẽ nhìn thấy cái lứt nó có cái màu đen như này, là nó lứt từ gỗ, có nghĩa là cục gỗ lứt rồi đấy. Sau đó thợ làm ra hoàn thiện thì đáng lẽ những cái chỗ này chỗ khác người ta sẽ vẽ vân, người ta dặm màu vẽ vân lên thì sẽ không còn nhìn thấy màu nữa, nhưng mà em không dặm màu vẽ vân, em để nguyên như này cho mọi người chơi. Bác nào thiện chí thì các bác bê về thôi. Nhưng mà cục này thật sự luôn, nếu để mà sưu tầm thì xứng đáng để chơi, nó không chê được, thật sự nó không chê được, không có gì có thể chê. Em qua một chút đằng sau mọi người, nó rất là to, bây giờ nặng khoảng tầm 90 cân mà, rất là to luôn, không hề nhỏ. Và cái mẫu này mẫu dáng mới, bê thì chắc là phải 4 người mới bê được, 3 người thì bê. Nguyên một cái tảng gốc, mọi người, nguyên một cái tảng gốc, em một bê mà xoay lại không phải lại làm được, không bê được đứng được.
nặng quá. Mọi người nhìn chưa? Qua này thì nó lại là chuẩn hàng Hà Giang các bạn ạ. Rất là đặc xứng đáng để chơi. Đây mọi người sẽ nhìn thấy cái da gỗ này. Ngoài tự nhiên là cái da gỗ nó sẽ như thế này này. Nên là cắt ra này nó sẽ có màu như này này. Cắt ra thì nó sẽ có màu như này. Đó. Cắt ra nó sẽ có màu như này. Nó củ gỗ này thì nó nặng lắm. Đây. Bởi vì bản thân nó là những cái gốc cây nâu 5 tuổi. Sau đó nó lại nhiều tinh dầu. Đó, bác nào chất chơi mà thích những hàng đẳng cấp, những cái cục gỗ, những cục gỗ đẳng cấp, những cái cục gỗ xứng đáng là cái dòng gỗ Mùi Thơm. Cái cục gỗ này nó có một cái đặc điểm rất là hay, khác biệt với những cục gỗ khác các bác biết không? Đó thứ nhất là nó lặng là không nói rồi, rất là đẳng không nói rồi. Nhưng bởi vì do cái lặng đó, đó là bản thân trong nó mang rất là nhiều tinh dầu. Thứ nhất là cây gỗ rất là già, thứ hai là mang nhiều tinh dầu. Và có một điều đặc biệt đối với sản phẩm này, nó là cái mùi thơm của nó. Nó sẽ không có cái mùi thơm gọi là lồng, mà cái mùi thơm của sản phẩm là cái mùi thơm rất dễ chịu, mọi người nhận rất dễ chịu. Nhiều bác chơi Ngọc Am cũng không chịu mùi Ngọc Am bởi vì nhiều khi thơm hơi lồng, nhưng mà riêng cái cục gỗ này của em về cái mùi thơm của sản phẩm mình cực kỳ thích. Mọi người có thể thử, nếu có bác nào chơi Ngọc Am thì có thử một chơi một phone này xem như thế nào để cảm nhận mùi thơm Ngọc Am. Thứ nhất là khi các bác chỉ cần chơi một phone này thôi, trong nhà các bác sẽ thơm cả nhà luôn. Và cái mùi thơm của những pho đối với những cục gỗ này thì nó bền vô cùng, chứ nó không phải một chốc một nát một năm hai năm là hết mùi. Cái này nó có thể thơm cả 10 năm, đây nó thật. Bởi vì bản thân nó bây giờ nó quá nhiều dầu ở trong này. Và hàng này em không sơn bu đâu mọi người, như hàng này là chỉ sơn nốt không xoa thì mà đánh sáp, sơn nốt xoay đánh sáp thì cũng sơn bu luôn. Mọi người yên tâm về cái mùi thơm bởi vì nó quá chất. Mà thợ đồ cũ kỹ để nó to lắm, để cái bàn xoay nó bé để nó hơi bị lên kênh. Thường thường đối với những cái phôi như là Ngọc Am to với cái cân nặng phôi sau khi hoàn thiện rồi cả một tạ em ấy, thì trên thị trường người ta bán có khi phải đến mười mấy triệu, chỗ nào bán rẻ mọi người phải bán 12-13 triệu, không thì có khi phải bán nhiều đơn ta bán đến cả 20 triệu. Hoàn thiện rồi, đục to lại hoàn thiện rồi mà cân nặng vẫn còn đâu đó gần một tạ, thì các bạn biết là cục phôi nó giá trị nào. Với cái giá Ngọc Am bây giờ rẻ bây giờ là 45.000 một cân đấy, thì các bạn tính tạ dưới phôi bao nhiêu rồi đấy, đã gần 7 triệu được gỗ không, em xóa lên tông đục đó rất to luôn đấy mọi người. Vũ Phúc Lâm trẻ bắt đầu chơi Ngọc Am ấy thì nhìn cái màu là đam mê ngay, thực sự luôn. Nhìn cái màu đam mê ngay mà không bỏ được đâu. Nhìn cái màu của Ngọc Am là đam mê ngay. Màu rất là cuốn hút, nó giống màu bách vô cùng đấy. Rất giống màu bách. Diện mặt này. Cực kỳ giống màu bách mọi người nhé, cực kỳ giống màu của bách luôn đấy, bởi vì gỗ nó quá già và đẹp. Và sưu tầm nó này bởi vì tiền gỗ nó rất nhiều. Mà thật sự luôn là bán những cái pho này mà bán cái giá trên 10 triệu thì nó khó, bởi vì tầm tiền này nó cũng hơi cao của một và thứ hai là thường thường những cái pho nó lặng thì tầm đâu đó khoảng 80-90 cân phôi, sau làm đi rồi thì bán tầm khoảng 7 triệu hoặc là tầm khoảng 7,5-9 triệu. Thì những pho đã phô ban đầu thì tầm khoảng 80-90 cân phôi cắt đi làm thì nó sẽ hợp lý gỗ, hợp lý phô ban đầu. Nhưng đối với cái phô này do là cái chất gỗ nó quá nặng và cái phô ban đầu nó quá to nên là nhiều khi là cái giá thành để mà bán chuẩn chỉ mà có lãi suất đúng thì phô này phải tầm khoảng 11-12 triệu, vì là tiền phô đã rơi vào tầm gần 7 triệu rồi mọi người, còn sau đó còn tiền công cán đục đẽo nữa đấy. Nhưng mà nếu bởi vì tầm này em chứng minh là bán cái giá đó thì thật sự là rất là khó bán, bởi vì là cũng không có nhiều bác, cái tầm khách của em thật sự luôn là cũng có nhiều bác có nhiều tiền đấy chứ không phải không lại ra đâu, nhưng mà tiền nhiều nhưng các bác để làm việc khác chứ không chơi đồ gỗ, chúng ta chỉ chơi tầm vừa tiền là hợp lý đấy, nhưng không bỏ nhiều tiền đúng không, thật sự nhiều bác có nhiều tiền lắm chứ, nhưng mà các bác cũng không bỏ số tiền vài chục triệu mua con đồ đâu, mà các bác chỉ bỏ số tiền khoảng vài triệu rưỡi hoặc 13-14 triệu đổ lại thôi. Thì đồ gỗ chỉ là đồ để chơi thôi chứ nó không phải là cái gì đó quá quan trọng.
có chúng ta chơi không có chúng ta thôi, hợp lý chúng ta mua, không hợp lý đắt quá chúng ta bỏ. Nên là mọi người cũng không đam mê, gọi là có đam mê nhưng mà cũng không phải là sống chết vì đồ gỗ. Nên thật ra là nếu mà em bán đúng giá thì nó có bán. Với lại hàng sản xuất ra thì thôi, số những cái form đẹp này thì cũng muốn giao lưu giới thiệu mọi người. Ai mà cảm thấy hợp lý và thứ hai là muốn có một cái món đồ gỗ am mà chuẩn chỉ và chất lượng tốt, đỉnh cao thì các bạn sẽ đi qua để chơi. Đây là em nói thật. Để em đo kích thước này xem là kích thước bao nhiêu. Và sự là củ gỗ nó không lợi mọi người. Nhưng mà thọ được khá đẹp, cái củ gì nặng mọi người nhìn rất là bẻ bẻ, năm trẻ nghe vào tiền. Khá là to anh. Kích thước là 1.08. Chiều rộng của pho này mà chiều rộng 70, bộ dày gỗ thì có rất là dày, lắm. Em đo phần dày trên nhé, dày tầm khoảng 37-38. Cái đoạn trên thì nó dày mọi người, trên bình nó dày, nhưng dưới này thì nó lại mỏng hơn. Dưới này dày tầm khoảng 35-36, trên này tầm 38. Đấy, trên là dày, dưới mỏng hơn mấy phần. Gỗ am nó có một cái đặc điểm này thì em cũng có giới thiệu mọi người này. Các bác nào chơi gỗ am rồi thì sẽ biết, còn bác nào chưa chơi thì sẽ tả qua này. Gỗ am một trong những dòng gỗ nếu để mùi thơm ấy, nó là một trong những dòng gỗ có mùi thơm mạnh nhất. Là một. Thứ hai, để nói về cái độ mối mọt này thì gỗ am này không bị mối mọt. Không bị mối mọt nhé. Không bao giờ bị mối mọt và mối mọt không bao giờ ăn gỗ am. Nó chỉ sợ cái vấn đề là chuột gặm thôi. Con chuột đấy ạ, con chuột nó cực kỳ thích gỗ hộp am mọi người nhé. Nếu các bác để gỗ hộp am ở nơi nào mà có nhiều chuột này thì nó vào nó cắn nát, nó ăn nát luôn. Bởi vì nó rất là thơm, cái mùi rất là thơm và cái mùi thơm nó thu hút con chuột. Thì con chuột đấy nó sẽ gặm, nó gặm và nó ăn. Đấy nên là hầu như gỗ hộp am mà bị chuột gặm là chuyện bình thường mọi người nhé. Gặm cái phần chân này, nó đến nó gặm cái phần chân này bởi vì nó rất là thơm mà nó thu hút con chuột. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt đấy là ruồi, muỗi, kiến, gián, tóm lại là những con côn trùng, ruồi, muỗi, kiến, gián không bao giờ dám bén mảng đến gỗ hộp am, không bao giờ dám bén mảng. Nên buổi sáng gỗ hộp am mới chống muỗi như thế. Nếu các bác những cái phòng ăn chim này của em này không bao giờ có muỗi, không bao giờ có muỗi mọi người nhé. Phòng ăn chim của em này không bao giờ có muỗi, mặc dù ở ngoài mở cửa bên ngoài rất là nhiều muỗi nhưng muỗi không bao giờ dám bay bén mảng trong đây, bởi vì cái mùi hộp am nó tỏa ra là muỗi không dám vào, ruồi cũng không có luôn. Không phải là con ruồi hoặc con muỗi là vậy. Đấy là cái đặc điểm của hộp am. Sơ qua một cái vấn đề như thế mọi người nhé. Đây bác là yêu thích món này, món này thì anh sẽ bê thử một bức chất lượng mà chơi các bạn. Hàng nghìn khối ạ, à, không chắc ghét gì đâu các anh, yên tâm ạ. À. Chất gỗ thì không chê được. Nói chung là chất vip. Đẹp. Thật sự bức này bán thì giá cao được khó. Thôi em sẽ để giá hợp lý để cho mọi người chơi. Bác lại yêu thích những bức vip này và chơi giá hợp lý. Hôm nay em xin giao lưu mọi người giá thật sự là khó đấy các bạn. Bán rẻ thì không có công mà bán đắt thì các bạn cũng không có mua được. Thôi em để giá hợp lý cho mọi người, tiền phô tiền phán nó cũng nhiều, công cán đi thợ nhà làm thì thôi, cứ công thì cũng bấm nó rẻ rẻ, coi như là cũng bán tù gọi là bán tù mù được, không tính đến công được. Thì giao đi mọi người bước này giá hợp lý thôi. Thôi em để mọi người bước này giá 8.8 nhé. Thật sự luôn là không có công được mà thôi. Giao thử lâu lâu nằm một am mọi người. Cũng học am em rất là nhiều, có cả chục tấn trên kho. Bác nào đến xưởng em chơi thì em cho mọi người xem kho học am của em. Nhiều vô cùng, cả chục tấn luôn. Nhưng mà em đợt này em cũng làm ấy, nếu có cái củ nó đẹp, thật sự nó rất là đẹp và thơm à, muốn làm lên một cái pho để giới thiệu mọi người đây. Em quay phần đế, nó rất là dày và nhiều gỗ chất. Mọi người nhìn cái vân này là thấy cực kỳ đẹp. 8.8 mọi người nhận lãm, bây giờ còn chín mấy cân đấy, còn tạ. Ok thôi, em xem nhờ người bê để sản phẩm này xuống, quay sản phẩm khác mọi người. 8.8 mọi người nhá, 8.8 không ship các bác nhá, lưu ý giúp em nhá. Bên em minh báo tất cả sản phẩm đều không có ship các cụ nhá.
mọi người ship thì các bác ở xa gần thôi, còn thực sự luôn là giá hợp lý vô cùng, cố gắng thôi chứ còn nếu bán đắt thì nó có bán giá hợp lý cho mọi người thôi. Khả thi là cũng không bê xuống đâu chứ, bởi vì vừa rồi hai bố con bê lên là cũng khó rồi, bây giờ bê xuống thì quá khó luôn, không bê xuống được. Thôi em để nguyên mọi người nhé. Thì hôm nay em giới thiệu thêm cho mọi người một sản phẩm nữa, em giới thiệu hai món nhé. Em sẽ với cái bàn xoay nó chiếm mất vị trí luôn, em giới thiệu thêm một món nữa. Còn mai sáng mai quay trở đi một khác, sáng mai bê cái này xuống thì có thể là một cái cả đi khác, một cái món khác. Cái này em giới thiệu cho mọi người một cái từ từ để em chút cho này, không có chỗ để ấy, cái vấn đề là không có chỗ để mọi người, không có chỗ để. Đây là chút để em chỉnh cái máy quay, em chỉnh cái máy quay. Thật sự là cái bức ngọc am mà nó xứng đáng để chơi mọi người, các bác nếu có ai chơi sưu tầm nó cũng không có nhiều, thật sự là nó không nhiều, nó có thì cũng giới thiệu mọi người liên tục nhưng mà căn bản nó không có nhiều. Cũ lạc nó đắt một phần, phần hai cục phôi nó đẹp, có một cái vấn đề là phôi ngọc am ấy hàng đẹp thì nó nhiều tinh dầu, và những tinh dầu bao giờ nó rất là lạ phôi. Còn một cái bình là lan lưu hương, tuyệt vời mọi người, rất đẹp. Để mà giới thiệu sơ qua cho mọi người cái bình lan lưu hương này, các bác ngắm nhé. Đây nó là một cái bình lan lưu hương hàng đề bản, bình mai lan, bên này là lan này, bên này là mai này, liền khối các bạn. Thì mọi người sẽ thấy cái phần nó có bám giác rất là đẹp, điểm giác cái này lâu lu này, rất đẹp luôn nha. Em quay qua cái mai, hàng liền khối, đây là những cái gốc lu đây, đây đằng sau này là đây này, đây là một tí giác còn lại này, một tí giác còn lại này. Bên này là cái cây lan này, lan này cũng bám một tí giác mọi người nhé, này là bám một tí giác này, bám một tí giác này, đấy nó rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ quay đi vào cái thân, vào cái bình xem mà nó cái mức độ lưu của nó như thế nào, và chất lưu ra làm sao để mọi người cảm nhận. Cái này là lưu sụp, gỗ này nói chung là em mua lô gần 1 tấn gỗ thì cũng có được tầm khoảng 20 cục là được lu trên này, còn đâu được ít lu cũng chả có lu, mà giá gỗ thì cũng chín mấy nghìn một cân, chả có rẻ. Đấy, rất là nhiều lu mọi người nhé, lu rất là nhiều. Cây lan mọi người nhìn này, đục kênh băng môi mọc này là liền hết. Liền hết. Thì em sẽ cam kết thế này cho mọi người cho dễ này. Thứ nhất là sản phẩm liền khối, thứ hai là hàng không có vẽ vân, mọi người yên tâm. Chứ còn em nói thật mọi người, các bác đi mua lu ở đâu ấy, mua bình lu ở đâu ấy, không ở đâu người ta dám cam kết mọi người là hàng không vẽ vân đâu mọi người nha. Không ai dám cam kết là hàng không có vẽ vân nhé. Nhưng riêng em Trường Minh thì xem cam kết luôn cho mọi người cho nó nhanh gọn nhẹ, không phải đắn đo gì, đó là hàng của em không vẽ vân. Bởi vì sao ạ? Những cái bình nu này nó sẽ có một cái nhược điểm, người ta gọi là nhược điểm chết người. Để mà khoanh lên được những cái bình nu tròn này, những cái gốc nó là những cái gốc cây mọi người nhé, nó sẽ có cái vấn đề, nó là những cái bị người ta gọi là múi khế. Nếu mà để làm hết cái múi khế, để mà làm hết múi khế để bình không có vết thì cái bình nó sẽ nhỏ, rất là nhỏ và rất là bé. Nên là muốn có một cái bình to thì người ta sẽ không làm hết mũi khế đâu, mà người ta sẽ tiện sơ sơ thôi. Còn những cái chỗ kẹp khe, những cái chỗ khe gỗ ấy, người ta sẽ chắp gỗ khác vào, chắp gỗ khác vào, sau đó người ta vẽ vân.
Nên là những cái bình nu nó bao giờ, bình nu nói riêng và những bình gỗ hương nói chung, bao giờ cũng bị vẽ vân rất là nhiều. Nên các bác đi mua bình thì cứ phải có một cái câu hỏi để hỏi các shop bán hàng, đó là bình của em có vẽ vân không và vẽ vân ở những chỗ nào, phải chỉ cho anh. Đấy. Còn thật sự luôn mọi người, có những cái bình nu hoặc là hình bám nu hoặc bình nu sụn nhá, nếu mà để hỏi rõ xem vẽ vân ở chỗ nào ấy, thì em nói thật luôn mọi người nhá, chả ai mua được đâu. Bởi vì có những bình vẽ vân rất là nhiều. Vẽ rất là nhiều mọi người nhá. Vẽ lu là chuyện bình thường ạ. Vẽ lu là chuyện bình thường các bác nhé. Không phải là nu mà không vẽ đâu nhá, lu vẽ bình thường. Nhưng riêng đối với cái bình này, những cái bình này của em không loại, nó còn là bình to, hôm nay là bình nhỏ mọi người đấy, là em cam kết là không có vẽ vân. Nói nhanh gọn nhẹ đấy là cho mọi người chuyên tâm. Bởi vì vẽ vân nó sẽ có một cái nhược điểm là đầu tiên nhìn rất là đẹp, nhưng về sau chơi một thời gian những cái chỗ này nó xuống, những chỗ này nó xuống, và những cái chỗ vẽ vân ấy nó sẽ không xuống, những cái chỗ vẽ vân nó sẽ còn nguyên, và như thế là cực kỳ xấu mọi người nha. Thật sự luôn là gỗ hương nói chung là cũng khó các bác ạ, thật sự nó rất là khó để mà lựa là những cái sản phẩm không vẽ vân, nó rất là khó. Nên là các bác nhiều khi chúng ta chơi thì chúng ta thông cảm một chút, là nó khó cho bọn em. Nhưng mà thôi, những cái bình này thì đây, cái này là giác tự nhiên này, không chỉnh sửa đâu. Nhiều nơi ta làm ấy, cái giác này thì nó sẽ vẽ màu đỏ vào, nó sẽ vẽ cái màu đỏ vào cái giác này để cho nó đồng màu với cái bình, để mọi người chơi thì không biết thì nghĩ là cái bình này đẹp, nhưng thực sự nó là cái này là giác, là giác em không chỉnh sửa, em để nguyên màu của gỗ, gỗ để nguyên này. Đấy. Ngoài cái lu ra thì cái vân, mọi người nhìn thấy cái vân này, đây cái lá đào vân rất là đẹp đấy. Một cái bình để bàn Mai Lan, cái này em sẽ báo giá hợp lý cho mọi người thôi, vì là gỗ nó cao lắm. Các bạn biết rồi đấy, một cái để cắt được một cái bình như này đang rơi tầm khoảng để cắt một cái bình này nó rơi tầm khoảng 35-37 cân đũa và khoảng 40 cân đũa mới cắt một cái bình như này liên khối, hoặc bởi vì liên khối đấy mà nhân được bằng những cái giá gỗ 90 yên, em có nhân 35 con gỗ nhân với 90 thì đọc tiền gỗ nó rơi tầm 3 triệu. Đấy, 3 triệu gỗ là cho nó tiền công. Đây là những cái bình này tiền công thực sự là không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà bởi vì Tết rồi, làm vài cái bình Mai Lan này cho mọi người chi Tết có đẹp thì chúng ta chơi, nhưng mà giá nó hơi cao. Nhưng các bác nếu em bán giá này thì sự luôn là so với thị trường mà cũng rất rẻ, bởi vì các bác mua những cái bình nu bé tí đã 4-5 triệu, những cái bình nu bé tí ấy mọi người cứ đấu giá những cái bình nu bé tí 4-5 triệu, còn chả có cây mai không biết gì, chả cây mai cây nan thì đấu giá 3-4 triệu, rẻ là 3-4 triệu, không thì 4-5 triệu rồi, người ta chỉ được tiện thôi, còn chả cây mai cây nan thì mà còn vẽ vân vết nhẹ. Các em thì sự luôn là đụng cả mai cả mặt nan thì cố bán giá thì cũng hợp lý thôi. Bình này em lấy kích thước, cái chiều rộng của bình này là 48 mọi người nhá, chiều rộng 48, chiều cao là 36, và độ dày gỗ, độ dày là 25 26, độ dày 26, độ sâu 26, rộng 48, cao 35 và sâu 26. Một cái bình Mai Lan để bàn, để đôi kẹt tùy theo không gian mọi người nhé. Bình thì rất là đẹp rồi, không chê được với chất rồi, lu sụn các kiểu này, mà cái quan trọng là hàng nó không có vẽ vân nên mọi người chơi thoải mái thôi, rất đẹp nhé. Đó, những cái cây nan, cái mai mọi người nhìn này, làm cho nó kỹ. Sần này là, sần này là cái nu tự nhiên này, này. Đó, mọi người chơi yên tâm. Rồi em xin báo giá luôn mọi người nhé, cái bình Mai Lan này bởi vì thật sự gỗ nó rơi vào tầm 3 triệu, rồi em bán chỉ lấy thành công thôi mọi người nhé, tiền full một cái bức này rồi em bán.